chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mình làm chân gà xuất Thái nha các bạn. Mình mời các bạn cùng vô bếp làm với mình nha. Đây mình có một mớ chân gà nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem vô mình luộc nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vô bếp làm với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ miếng rượu vô nha các bạn. Rồi cái này là gừng. Mình luộc chân gà nha các bạn. Thấy chưa? Chân gà này là mình luộc cho nó vừa tới thôi các bạn. Mình luộc nó vừa tới thôi chứ mình không có cho nó gục quá nha. Để mình lấy xương nó ra, chút đó mình rút xương nó ra cho nó đừng nát. Luộc cái này nè các bạn, mình dặn lửa cao lên rồi mình sơ nó, mình đảo lia lịa vậy nè nha các bạn, chứ để mấy nó đen cái chân gà mình đảo nó gì là nó không có bị đen nha, mình đảo lia lịa nó luôn. Cái nào ở dưới ở trên là mình sẽ cho nó xuống dưới liền để mấy nó đen, mà lửa là phải cho cao lên. Mình luộc gì là nó không có bị đen cái chân. Gà của mình sắp sửa đưa rồi nè các bạn. Mình luộc vừa vừa thôi chứ mình không có luộc quá nha các bạn. Quá vậy à. Là nó vừa chín vậy là được rồi, mình nhắc xuống được rồi các bạn ơi. Đừng có cho nó chín quá nha. Tắt bếp nhắc xuống nha các bạn. Bây giờ mình vớt chân gà ra mình bỏ thẳng vô trong cái nước đá luôn nè các bạn. Thao nước đá mình để sẵn nè. Đổ qua đây sẽ giòn rồi mình mới rút xương nè. Giờ mình chuẩn bị mình rút xương nữa nha các bạn. Mình lấy cái chân này là mình rút nó. Mình chẻ nó ra hết. Mấy mắt này nè, chẻ nó ra hết luôn. Lấy kéo mà lấy ra. Lấy cái kéo mình nhấp nhấp nó ra cái đường gì nè. Mình lấy nó ra nó dễ nha. Kéo mình nhấp nó ra nè. Đây đây nó có mấy cái mắt nè. Dễ các bạn. Bấm hết mấy cái đường này ra nè. Dễ lấy hết các bạn nha. Mình nhung nó ra gì rất là dễ lấy luôn á. À, xong rồi ha. Mấy cái mắt này thì mình cũng dặn lấy tương tự như vậy luôn nha các bạn. Chứ mình bấm nó ra vậy nè. Dạ trời ha. Bây giờ mình sẽ nấu vô một chút xíu nước sôi nha các bạn. Để mình nấu me. Nấu me nó làm cho nó tan chua ra các bạn. Đổ vô nước súp của mình. Rồi bây giờ me của mình được rồi nè các bạn. Nhắc xuống đó. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt để mà cái sốt thái để mà trộn chân gà nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tỏi vô.
bây giờ đó mình sẽ bỏ nêm vô nha các bạn. Mình sẽ cho vô một chút xíu nước mắm nha. Mình bỏ vô xương ớt. Miếng đường. Mình phải cho vô một chút xíu nước nữa các bạn. Nó lạnh hơn tí. Rồi. Mình nấu cho nó sệt sệt vậy nè các bạn. Rồi, nước sốt của mình nó tan ra mình nhắc xuống nha các bạn. Đổ qua bên này đi. Rồi. Cũng qua mà mai bán con dê chưa. Chuẩn bị bây giờ mình sẽ đem mình đi trộn với lại chân gà nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn chân gà nha các bạn. Đây bây giờ mình có cốc này với lại lá rau găm nè. Cốc với lá rau găm nha. Bây giờ mình sẽ để chân gà vô. Xong cái mình mới đổ. Mình đổ xả vô. Mình sẽ đổ miếng tắc nha các bạn. Tắc tại bữa nay mình còn ít tắc cho nên mình đổ thêm ít tắc. Mình sẽ đổ nước sốt vô. Rồi mình sẽ trộn lên nha các bạn. Rất là thơm ngon các bạn ơi. Cái này bây giờ mình trộn xong mình đem mình bỏ vô tủ lạnh cho nó 3 tiếng hồi mình đem ra để mà mình ăn nha các bạn. Xong cái món mà chân gà sốt Thái nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Mình có một chén nước chấm nè các bạn, nước chấm thần thánh nha các bạn. Chân gà này, chân gà rút xương nè nha các bạn. Đó, bây giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Được.
rất là ngon luôn các bạn. Cái bỏ một bạc hả? Thấy không? Này ăn cóc nè các bạn, mình mời các bạn cùng ăn nha. Ngon. Dạ. Thấy không? Con mà mặt đỏ đỏ lên cũng giống lắm đó. Nha. Con mà mặt đỏ đỏ lên nhìn cũng giống. Giống như mấy bà cũng giống đỏ lên. Ngon cực kỳ luôn các bạn ơi, mình mời các bạn cùng ăn nha. Đã đời. Nè có miếng bột tạt để vô nó nằm lên cái đầu. Làm được. Không được. Nhầm tới đầu. Chắc chưa hai mà cháu làm cái món này ăn ăn giặt nè các bạn. Ngon lắm. Pha một lạc không được. Pha một lạc rồi. Quá lạ luôn các bạn ơi. Đậu cay vừa phải lắm nè các bạn. Mình nói là đậu cay gì là vừa phải nè. Nếu mà bạn nào mà ăn mà cay không được á là cay nhiều. Tại nhà làm chắc không được đẹp thôi. Nước sườn. Wow, nguyên cái giò đã. Mời các bạn nữa nha. Các bạn biết sao nãy giờ hai mợ cháu mình ít nói phải không các bạn? Ngon quá à. Nãy giờ lo thưởng thức mê luôn. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha, quá trời ngon luôn. Bây giờ ăn không? Không có mặn mà cũng không có lạnh. Nhỏ nó không cắt. Trên khủng lồ thì mới ngon.
cái cốc này mình mới hái trên cây xuống luôn các bạn, nó giòn ghê luôn, ngon quá đã. Sáng nắng chiều mưa giờ bùa nóng nó bu quá trời, đi ăn đi phủi phủi rồi. Nhiều làm ăn hài lòng, sao lại tắt lửa? Bữa số là 656 nấu mà. Nó hết sắc. Có lên coi không ạ? Các bạn ơi, hôm nay mợ cháu mình chia sẻ món chân gà xứ Thái, các bạn đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.